Ok, ngã số điện thoại rồi thì mình không phải ấy nữa, nhìn nhá. Rồi tí nữa mình xem lại trên điện thoại, quay cho đấy xem trước được. Nhìn nào. Cái cúp à? Bây giờ thành cái cúp rồi. Cái cúp thì phải lấy đồng hồ đỏ sang đây mới đo được. Đấy lại chuyển sang cái cúp được như khỉ. Thấy chưa? Đấy có 1,5 nhá. Nhìn thấy chưa? Hơi khó. Thấy chưa? Có 1,5 nhá. Nhìn chân S này. Lấp nhá. Nhìn chân gò này. Cái này nhìn thấy không? Vẫn nhìn thấy. Thấy chưa? Nếu muốn lấy ra một cái điện áp chân này ít nhất là một là mốt phép này chết, hai là cái điện áp này nó phải lớn hơn cái điện áp chứ, muốn lấy đây là 1.05 mất tịt luôn nhá. Nhìn điện áp chân này này ít nhất nó phải lớn hơn 2V, không bao giờ được cái trạng thái 1,9 này, thấy chưa? Maximum của em chưa được bao giờ lên đến 2V đúng không? 1,05 thì ít nhất phải là lớn hơn hoặc bằng 2,1V, không thể thấp hơn được. Thì sửa nhá, cái này là không hề có một cái sơ đồ nào cả, vì vậy mình sẽ sửa nó trở lại. Nên là cách sửa của dòng bên đời cao không có một cái trường hợp loại trừ đâu cả, kể cả anh ít rất ít sửa, nhưng mà cái đây là cái tư duy của lý thuyết, cũng là có lý thuyết mới thể tư duy ra được. Giống hệt là những cái thằng mà nó ăn học đẹp trai ấy, nó không cần tán gái nó cũng đổ, cái việc của nó thì vặt ra để chơi, còn những thằng xấu thì phải học tán gái. Quả cáp đây, bây giờ nhìn nhá, biết mất chân này rồi đúng không? Đây là bị giảm áp chứ không phải là mất, nhớ là giảm áp chứ không phải mất áp. Vì vậy là một que giữ đây, nhìn này, một con thông nhá, được chưa? Hai con thông nhá, được chưa? Bắt đầu này, lúc đó thì chuyển cái que này về mát luôn. Em thấy có hai con trở thông, lý do tại sao thì đến 1-2 bài nữa em sẽ hiểu. Nhưng bây giờ em nhớ cái cách sửa đã, thì em chuyển ngay đồng hồ về mát luôn, được chưa? Em đo, con này không kêu mát đúng không? Em nhìn này, con này kêu mát này, thấy chưa? Vậy rút bỏ này vứt đi. Đúng, rút bỏ nối mát vứt đi, còn sau này khoảng vài hôm nữa thì ít nhất đến tuần sau em mới giải thích được là tại sao vứt nó đi. Bây giờ thì em chưa cần giải thích, em nhớ đã, nhớ để mai sau em áp dụng cho tất cả sửa các bên khác giống như này. Vì cái tình trạng là giảm áp như này, kể cả áp dụng đây là cái bên này không hề có sơ đồ đúng không? Không có sơ đồ nhiều ông người nó chính là như vậy, nhưng cái này nó chỉ là cái lý thuyết rất đơn giản của cái quá trình sửa chữa thôi, chứ không phải là cái gì cả. Rồi bây giờ vứt bỏ nó đi đã, xem nó được không, xác suất được hơi cao. Và tất nhiên là cuộc sống thì không có gì 100% cả, xác suất được của nó là rất cao. Nhìn nhá, xem điện áp này nó lên lớn hơn 2V không, đó luôn tại chân S nhá, vẫn chưa hiện ra. Thay rồi, thay cả con này rồi chưa? Còn một tụ nữa.
biết, upload đi. Đỗ chỗ nào cho em? Dạ. Chưa được. Chân này. Mất từ đây kìa. Và mở ISO 2.0 thôi. Đây làm hết rồi đúng không? Không. Làm hết rồi đúng không? Vâng. Làm hết rồi không chạy đúng không? Rất nhiều chỗ thay rồi không được hay sao? Nhìn chỗ nào cái lỗi thay rồi không được. Sao lại không thay được thì lại không này giữ lại quá ném tiện thể luôn. Và cái này dùng chung với IO với 2.0 ném luôn lấy luôn lên cái sơ đồ 2.0. Này là 1.5 hay 1.05 nhỉ? 1.0 nào. Em kéo mẹ nó lên 1.5 rồi. Kéo lên làm sao được? Thế mà kéo lên được 1.5. Em kéo. Chú không kéo lên được nhưng anh kéo được. Thế mới dã man. Đầu tiên nó mất áp đúng không? Đúng. Bây giờ anh sửa cho cái áp, nó dâng. Thỏa mãn chưa? Nhưng mà hôm qua có ai sửa cầu trở không? Hôm qua em chỉ đổi đường cấp vào thôi. Bây giờ đổi trả ăn... ăn 2.5 level em chưa? Được chưa? Thỏa mãn chưa? Tí nó xem lại video sau. Thỏa mãn chưa? Đấy nhá. Mấu chốt là của Việt Anh là thương mên vì vậy không ném, còn anh là anh cứ dò anh ném hết. Mấu chốt của Việt Anh chính là vấn đề Việt Anh thương mên. Ví dụ như này, cái chỗ này có hai linh kiện Việt Anh không ném. Từ đây nhá, thì dò đến con trở, bảo con trở Gimmat là 10k, Việt Anh không ném. Không ném con này một. Thứ hai là tiếp tục một con tụ lọc nguồn, giờ thì này Việt Anh không ném. Thứ ba là đến chỗ này thì Việt Anh lại không ném con tụ để lọc ở chân số 5. À chân số 12. À chân số 10. Tiếp theo thì Việt Anh lại ném cái này rồi nhưng mà kiểu là chơi Việt Anh chơi cái trò là ném xong không được lại đóng lại, xong là tính ra lại lỗi cái này. Lúc đấy lại lỗi hai cái một lúc. Việt Anh bị lỗi hai cái một lúc, xong lại chắc chắn quá lại ném xong thế này không được cái lại đóng lại luôn. Đúng không?
của anh phải lén xong anh ném hết đi thì anh mới đắng, khác nhau điểm đấy thôi. Thôi được rồi, ra đi. Lén nó phải để đúng chỗ, nó xấu men thôi. Nhưng mà bây giờ thì là thôi, cái này giờ về cho nó chạy đi đã. Người từ đây mồ hôi, người làm cái kia. Bơi bơi mà.